Thì hôm nay rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình về việc gửi hàng bưu điện có cần chứng minh nhân dân hay không, gửi tiền có cần chứng minh nhân dân hay không, nhận hàng nhận tiền có cần chứng minh hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ cũng nói về điều này. Rồi, đầu tiên các bạn, nếu bạn thấy hay thì hãy ủng hộ kênh, đăng ký kênh và thắc mắc gì hãy để lại bình luận ha. Thì đầu tiên mình nhắc các bạn là nếu các bạn đã từ đủ 14 tuổi trở lên, từ đủ 14 tuổi trở lên các bạn có thể làm chứng minh nhân dân rồi ha. Ha, các bạn học cấp 2, khoảng lớp 8 lớp 9 á, khoảng lớp 8 lớp 9 là các bạn có thể làm chứng minh nhân dân rồi. Thì các bạn cứ lấy năm hiện tại trừ đi cho năm sinh thì nó là bao nhiêu, với lại cái ngày phải hút cái ngày của bạn, ngày sinh của bạn nha. Thì bạn có thể làm chứng minh nhân dân ha. Rồi. Nếu bạn đủ tuổi thì cứ đi làm đi. Làm chứng minh cũng dễ và nó cũng rất thuận tiện cho chúng ta làm những việc sau này ha. Rồi, khi chúng ta gửi tiền hoặc là nhận tiền thì phải cần chứng minh nhân dân. Đây, đối với bưu, mình đang nói ở đây là nói với bưu điện nha bạn. Nó đang nói đây là bưu điện ha. Bưu điện là hoặc có tên khác của nó, cái tên mà thường gọi là bưu điện hoặc là cái tên mà người ta mới bây giờ là Việt Nam Post ha. Việt Nam Post, VN Post, bưu điện là nó là cái chỗ chúng ta đang nói nè, là gửi tiền hoặc nhận tiền phải cần chứng minh nhân dân. Ví dụ mình đang học đại học ở Cần Thơ, quê mình ở Bạc Liêu đó, cha mẹ mình ở Bạc Liêu muốn gửi tiền lên cho mình ở Cần Thơ thì cha mẹ mình cũng phải có chứng minh nhân dân và mình ở Cần Thơ cũng phải có chứng minh nhân dân. Nói chung là hai bên đều phải có chứng minh nhân dân hết. Và đối với tiền thì không được nhận hộ nha, đối với tiền thì không được nhận hộ, là không được nhờ người nhận giùm đó, phải đúng người mới nhận được ha, là đúng người, đúng tên chứng minh nhân dân, đúng hình ảnh chứng minh nhân dân luôn mới nhận được ha. Rồi, đối với tiền là nó hơi khó vậy đó, cái đó ha. Rồi, thứ hai là bán hàng online, là những người bán hàng online thì cũng phải cần chứng minh nhân dân. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn gửi hàng đi, khi mà khách nhận được hàng rồi thì các bạn sẽ ra bưu điện nhận lại lại tiền đúng không? Khi bạn gửi hàng đi rồi khách nhận được hàng, khách trả tiền cho bưu điện, xong rồi bạn sẽ ra bưu điện nhận lại tiền đó các bạn. Khi bạn nhận tiền bạn phải cần chứng minh ha. Khi bạn nhận tiền, nói chung cái nào có liên quan tới tiền đó thì phải có chứng minh ha. Rồi, nếu bạn chỉ là một người đi gửi hàng cho người thân thôi, gửi cho người thân thôi thì cũng chắc là cũng không cần chứng minh nhân dân đâu các bạn ha. Nếu bạn là người gửi nha, bạn là người gửi hàng cho người thân là gửi đi cho thì bạn không cần chứng minh đâu ha, không cần chứng minh. Rồi, nếu các bạn nhận hàng trả tiền thì cũng không cần chứng minh. Là có nghĩa là sao? Khi chúng ta mua hàng, ví dụ đặt hàng trên mạng, chúng ta giao kèo dưới shop đó là thôi giờ anh gửi hàng cho em đi, khi nào nhận được hàng rồi em mới trả tiền đó, như vậy thì ta cũng không cần chứng minh. Hoặc là chúng ta mua hàng trên Shopee, trên Lazada, trên Sendo đỏ, trên Tiki, những trang thương mại điện tử thì cũng không cần chứng minh nhân dân ha, cũng không cần chứng minh nhân dân. Rồi, là nó hình thức nhận hàng hàng trả tiền đó, hoặc có tên gọi khác á, là COD. COD ha, là cái hình thức nhận hàng trả tiền đó thì cũng không cần chứng minh đâu ha. Rồi, nếu các bạn nhận hàng không đồng thì cần chứng minh á, hoặc là người ta sẽ chụp hình các bạn lại ha, một trong hai cách đó ha. Khi nếu các bạn nhận hàng không đồng, có nghĩa là bạn nhận được quà tặng nè, hoặc là các bạn nhận cái gì đó mà không cần trả tiền á, nghĩa là cái người gửi người ta cho bạn hoặc là làm gì đó bạn đã trả tiền rồi gì đó thì không cần trả tiền nữa, thì các bạn phải cần chứng minh. Người ta sẽ ghi số chứng minh lại, hoặc là người ta sẽ chụp chứng minh, hoặc là người ta sẽ chụp cái mặt bạn luôn đó, tùy theo shipper đó muốn như thế nào. Đó là hình thức gửi hàng nhận hàng không không đồng. Đây, nhận hàng không đồng thì bạn phải có chứng minh ha, nghĩa là nhận hàng mà không cần trả trả tiền đó thì phải có chứng minh mới nhận được ha. Rồi, thứ hai là nhận hàng của người thân gửi cho thì cũng giống như nhận hàng không đồng rồi, thì chúng ta cũng phải cần có chứng minh nhân dân mới có thể nhận hàng được ha. Hoặc là người ta sẽ chụp hình các bạn lại, hoặc là người ta sẽ ghi số chứng minh lại, tùy tùy theo shipper đó, shipper nào. Thường thì thường bưu điện nè, Viettel, bưu điện Viettel, Jinti, giao hàng nhanh, thì bốn đơn vị này mình thường mua thì họ sẽ ghi lại cái số chứng minh nhân dân, họ sẽ ghi ghi lại. Còn ghi giao hàng tiết kiệm á, riêng giao hàng tiết kiệm thì thường họ sẽ chụp hình, tại vì họ có một cái app
chụp hình lên, họ đăng lên 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 hệ thống luôn. Lỡ sau này mà lỡ có cái tình trạng mà gọi là người nhận đó, họ họ lấy tiền luôn, họ 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 nói chung là họ nói là họ chưa nhận chẳng hạn, các bạn đã nhận hàng rồi mà bạn nói là chưa nhận thì sẽ có bằng chứng để mà nói ha, để mà shipper họ nói lên với tổng đài hoặc là với tại sao phải cầu chứng minh nhân dân, tại sao phải cầu chứng minh nhân dân, tại vì nhiều khi các bạn nhiều khi ví dụ mình là người lạ, mình là kẻ xấu đi, mình biết là các bạn hôm nay sẽ nhận được hàng không đồng, bạn sẽ nhận được tiền chẳng hạn, hai cái đó mình sẽ giả danh các bạn, mình ra bưu điện mình nhận, mình không có không đem chứng minh, giả bộ như vậy đi thì như vậy là đâu có được đúng không. Đối với những cái mặt hàng mà nhận tiền nè, nhận hàng không đồng nè, thì hai cái đó bạn phải có chứng minh nha, không có chứng minh là bạn sẽ khó khăn để nhận lắm á, rất là khó để nhận á, tại vì tránh những trường hợp những kẻ xấu lợi dụng và biết được thông tin họ nhận cái đó thì rất là khó đúng không. Thì các bạn cũng hiểu cho bưu điện là họ làm cũng một cách là chắc chắn ha. Còn nếu ở một bưu điện nào đó họ không yêu cầu bạn có chứng minh nhân dân thì thứ nhất là họ dễ cho bạn thôi ha, dễ thôi. Thứ hai nữa là có thể là bạn đã quen rồi, quen với người đó thì người cho bưu điện họ có thể bảo lãnh cho bạn được ha, thì bạn có thể nhận cũng được. Hoặc là nếu các bạn là còn nhỏ tuổi, các bạn chưa có chứng minh nhân dân, các bạn muốn giao dịch ở đó trên bưu điện hoặc bạn muốn bán hàng thì mình nghĩ là các bạn nên đợi đi ha, đợi mình lớn xíu khoảng đủ tuổi làm chứng minh đi, mình hả bán cũng được, cũng chưa muộn đâu các bạn ha. Bạn đừng có quá sớm ha, đừng có làm quá những việc quá cái khả năng cái tầm kiểm soát pháp luật cho phép thì cũng hơi khó khăn ha. Hoặc là các bạn có thể trình bày với ba mẹ để ba mẹ đứng ra bảo lãnh bảo hộ các bạn ra nhận tiền hoặc là nhận hàng không đồng gì đó thì cũng khá là ok, cũng được ha. Rồi video này tới đây kết thúc, bạn nào thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình và cũng như thắc mắc gì hãy để lại bình luận dưới đây. Hôm nay mình đã nói về những các yếu tố bạn có cần với nhân dân hay không trong những tay giao dịch với bưu điện ha. Có thể những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gửi hàng Viettel hay là Zinti hoặc là tiết kiệm gì đó, thì những đơn vị đó mình cũng đã nói sơ qua rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào các bạn. Xin chào.